nè nói nghe nè hôm nay Việt Thảo đọc những câu chuyện tâm linh của Trần Ngọc Minh Phúc đã gửi về cho Việt Thảo ở trên uh, cái địa chỉ là yahoo com có rất nhiều câu chuyện mà Trần Ngọc Minh Phúc đã gửi về nếu đọc một lần nó nhiều quá đọc cũng không nổi upload lên cũng không nổi thôi thì mình chia ra nha các bạn. Có điều là thay vì để mỗi ngày mình upload lên thì việc Thảo có bao nhiêu bỏ lên hết cho các bạn coi, cho sướng, tội tình gì phải chờ. Có đúng không nè? Rồi nha, bây giờ mình bắt đầu vào những câu chuyện của Trần Ngọc Minh Phúc và các bạn theo dõi có thể được chia ra làm, làm 3 tập. Tập thứ nhất có cái tên là quan gia trái chủ được xếp vào kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam. Đây là kỳ thứ 587. Mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi. Đây là chuyện bình lề với Việt Thảo. Xin kính chào quý vị và các bạn. Câu chuyện thứ nhất có cái tên là Tấm Giải Trắng. Những cái tên này hay lời bạc này, lời tựa này là do uh, Trần Ngọc Minh Phúc đã uh, đặt ra. Câu chuyện như thế này: bên nội con, con đây tức là Trần Ngọc Minh Phúc. Bên nội con có một người chú thứ chín trong gia đình. Chú con có mở một tiệm bán cung tắm nho nhỏ tại nhà, bán vào mỗi buổi sáng. Cái công việc mỗi ngày là chú con phải dậy sớm tầm cỡ 3 giờ mấy để nấu cơm, rồi chuẩn bị các thức ăn để bán vào buổi sáng. Ngày trước, đó, nhà của chú con ở đường Văn Cao, gần với đường Bình Long luôn. Thì hôm đó vẫn như mọi ngày, tầm cỡ 3 giờ mấy sáng, chú con lồm cồm dậy, dọn đồ ra để chuẩn bị bán. Thì trong lúc đẩy sơ cơm ra, bỗng dưng chú nhìn thấy ngay cái ngã ba gần nhà chú, có một cái tấm vải trắng lớn nó bay lơ lửng ở trước mặt ông cứ dụi dụi mắt rồi ông nhìn kỹ lại coi mình có nhìn lộn hay không không có cái tấm vải trắng nó nó cứ bay qua rồi nó lượn lại ông biết rồi ông biết vậy là mình đã thấy cái thứ gì rồi làm gì giờ đó một cái cái tấm vải trắng nó bay vậy thế ông chạy vào nhà ông lấy cái con dao ông chạy ra tới cái ngã ba đó ông chửi thề ông nói mẹ nó mới sáng sớm mà tụi bay phá tao rồi không để cho tao buôn bán làm ăn hả tao không sợ thằng nào con nào đâu có giỏi lại đây tao chém chết mẹ hết cho coi ôi cha ơi ông dữ quá luôn có lẽ vì vậy mà nó sợ chăng lập tức cái tấm vải nó biến mất khúc ở trong không gian luôn cho đến sáng thì chú con kể lại cho mấy người xung quanh nghe về cái việc hồi nãy ông nhìn thấy thì mọi người mới bảo với chú là nên cúng một mâm cơm canh đi thì chắc mọi chuyện sẽ bình yên thôi Có lẽ người ta muốn nhắc nhở Mình cái chuyện gì đó Thì chú cũng nghe lời Sau khi ông cúng xong Là sau đó không còn thấy tấm dãy trắng Cũng như những chuyện gì xảy ra nữa Còn đây là cái câu chuyện mà uh, Cái lời tựa đặt là Tiện đường quá gian Có lẽ người ta muốn quá gian vì tiện đường thôi Chứ không có ý gì xấu câu chuyện như thế này câu chuyện cũng của chú chính của con thì cũng một buổi sáng nọ khi mà chú chính dậy sớm để chuẩn bị dọn hàng ra bán thì tự nhiên có một chiếc xe 16 chỗ từ xa chạy ào ào tới thiệt nhanh tới ngay chỗ tiệm rồi thắng gấp lại lúc đó anh tài xế nhảy xuống xe mà vẻ mặt hớt hơ hớt hải có thể nói là tái mét không còn chút máu anh đưa tay chỉ lên xe mà cái miệng cứ lấp ba lấp bắp nói hổng ra lời. Thấy vậy, chú Chính mới lên xe xem thì cũng không thấy gì hết. Chú Chính xuống xe hỏi là có chuyện gì. Lúc đó anh tài xế có thể nói là hoàng hồn lại mới kể. Hôm nay á em qua đường Bình Long lấy xe ở cái nơi mà em gửi bãi ở bên đó để chuẩn bị đưa đón đàn trai đi rước dâu. Khi lấy xe ra chạy vừa ngang qua cái nghĩa trang Bình Hưng Hòa thì em nhìn lên kiến chiếu hậu, em thấy rõ ràng có hai cô gái mặc đồ trắng đang ngồi ở băng ghế sau. Xe của em đâu có chở ai vào giờ đó. Mà lúc đầu lên xe đâu có thấy, tự nhiên đi ngang qua Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa, có hai người ngồi ở phía sau, mà có điều nhìn kiến chiếu hậu trong cái chập chờ chập chạ đó, không thấy mắt, không thấy mũi miệng gì hết. Ôi cha ơi biết làm sao bây giờ, em nhấn ga giọt cho lẹ, thì đang chạy, thấy có một mình nhà anh mở cửa thôi, em mới tấp xe vô đây. Nghe tới đó thì chú Chính mới bảo, thôi thôi, chắc người ta chỉ đi quá gian nhờn đoạn thôi, đâu có gì đâu mà phải sợ hãi vậy. Rồi sau đó, chú Chính với ảnh mới lên kiểm tra xe lần nữa, không thấy có gì hết, ảnh mới dám lái xe đi tiếp. Câu chuyện thứ ba có cái tựa là show diễn đáng nhớ. Phải nói gia đình của con, hầu như mọi người đều làm nghệ thuật, có liên quan đến nghệ thuật. Thì ở nhà con có cho thuê âm thanh, nè có cho thuê loa, rồi những nhạc cụ, và có nhận luôn tổ chức các sự kiện, các event như là tiệc cưới sinh nhật chẳng hạn. Thì khoảng độ 8 năm về trước, nhà con có cái xuất diễn ở huyện Dương Minh Châu ở Tây Ninh trước cái ngày rước dâu à, tối đó thì bên đàn trai có 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 mời nhà con về để làm tiệc nhóm họ thì khi đang lên nhạc như vậy không hiểu sao cái dàn máy của nhà con nó bị trục trặc có thể do một cái dây nào đó bị hư chăng thì thiệt tình mà nói cả nhà con lúc đó cũng không hiểu lý do gì tại vì trước khi nhận show diễn thì bao giờ mình cũng phải thử máy móc dây nhợ đàng hoàng rồi mình mới chở đồ đi không lẽ trên đường đi dọc đường nó bị hư Cho nên đến đây Đang chuẩn bị ngoan trớn Thì nó bị trục trặc như vậy Lúc đó thì cô chủ nhà mới bảo là Không sao đâu Coi có cái gì trục trặc chỗ nào Thì mình tìm nó ra Đặng mình tìm cách sửa Lúc đó mọi người tìm thì thấy mấy Thấy là có lẽ cái dây này nó không có Không có uh, dẫn điện tốt Hay là không có dẫn điện được Cho nên nó bị trục trặc nha Thế là anh ba của con mới tức tốc cùng với cô chủ nhà Đi sang nhà bà con của cô Để mượn thiết bị Theo cô nói bên nhà cổ Cũng có uh, dụng cụ Để mà làm âm thanh Khi mà tới nơi rồi Cô chủ mới chạy vô nhà bà con Của cô ấy lấy đồ Và để anh ba con một mình ở ngoài Lúc đó đó Cái khu vực đó Nó còn hẻo lánh lắm, lắm nhìn thì nhà còn thưa thớt, xa xa mới có được căn. Đa số là người ta trồng điều, trồng xoài, thành từng giường. Rồi cái số còn lại phải nói là đồng không mong quạnh. Khi anh ba con đang đứng đợi, thì ánh chợt nghe văng vẳng bên tai tiếng ai đó đang ru con. Ông nhìn xung quanh coi thiệt kỹ, đâu có ai đâu. Đâu có nhà nào ở gần đâu, chỉ có một căn nhà bà con của các cô đó thôi. Ui cha mẹ ơi, gai ốc ông nổi lên hết trơn. Ông bỏ xe ở đó, ông chạy thẳng vô sân trước nhà để cỡ chờ cô chủ đi ra. Sau một hồi đó thì cô chủ cũng đi ra. Anh ba mới tức tốc chạy ra xe chở cô chủ phóng một mạch thật nhanh về nơi diễn. Thì trong lúc ra lấy xe chuẩn bị về, anh ba còn nghe được cái tiếng cười khúc khích của ai đó ở bên tai. Sáng hôm sau, anh ba có kể lại hết sự việc cho gia đình con và cô chú chủ nhà nghe. Ai cũng sợ hết. Cô chủ mới nói, chắc là mình gặp phải rồi. Chứ ở đó có mình, có, có mình nhà của bà con tôi thôi. Mà nhà đó đâu có đứa con nít nào đâu. Làm sao có chuyện ru con ầu ơ dưới dầu được. Với lại hôm qua, tôi đâu có nghe tiếng ru hay tiếng cười khúc khích nào đâu. Đây là câu chuyện thứ tư. Xin đặt cái tựa là Ma Đưa Lối. Và đây là câu chuyện của mẹ con. Và nhân vật tôi ở trong truyện, trong câu chuyện này chính là mẹ của con. Mẹ con là một giáo viên sư phạm. Câu chuyện như thế này. Ngày trước có tôi là giáo viên sư phạm, nay thì đã về hưu rồi. Khoảng 2 năm gần đây thì tôi có đi một buổi offline với bạn, với đám bạn thời của trong ngành sư phạm là do một người bạn của tôi từ Canada về nước để tổ chức với cái mục đích là gì? Là gặp gỡ hàng nguyên tâm sự vui chơi thôi. Hôm đó thì bạn tôi có đặt bàn trước tại một nhà hàng ở đường Lê Văn Sĩ, quận 3. Nhà hàng với những món thực đơn chuyên về gà. Cái nhà hàng này được thiết kế theo cái chữ L, tức là một dãy hành lang dài, nối tiếp là dãy hành lang ngắn ngang. Mà dãy hành lang ngắn chỉ có 2 đến 3 phòng VIP nằm biệt lập với cái khuôn viên chính. Bữa đó thì 8 người bạn của tôi đã vào nhà hàng và lên phòng trước rồi. Tôi với một người bạn do có công việc nên đến trễ. Khi đến nơi thì tôi mới biết được là phòng của mình ở tận lầu 2 mà muốn đến được căn phòng mà bạn tôi đã đặt thì phải đi ngang lầu 1 và một cái dãy hành lang dài của lầu 2 mới đến nơi được. Suốt cái đoạn đường lên tới phòng của chúng tôi không hiểu tại sao không có nổi một cái bóng đèn trắng. Dãy hành lang gì nó tối thui, dãy lầu 1 rồi dãy lầu 2 cho đến khi phòng của chúng tôi thì mới thấy được ánh sáng. Khi vào phòng thì tôi thấy bàn của chúng tôi được sắp xếp theo hình chữ nhật và tôi được đám bạn xếp ngay vào cái ghế chủ tọa ngồi ngay giữa đầu bàn mà lại sát cái cánh cửa ra vào phải nói từ lúc lên lầu cho đến khi vào phòng lúc nào tôi cũng có cái cảm giác bất an rồi bây giờ nó lại thêm cái cảm giác lạnh sống lưng nữa tôi mới nói với bạn của tôi Liên ơi sao tự nhiên tao vô phòng này tao cảm giác nó lạnh sống lưng tao còn sao sao á liền nó mới nói trời ơi cái máy lạnh nó đằng sau lưng mày kìa mày ngồi ngay đó hỏi sao không lạnh mà sao không có cảm giác ấn lạnh rồi nó mới kêu tôi chuyển sang ngồi kế bên nó ngồi ngay cái chiều dài của bạn Mặc dù là đổi chỗ ngồi rồi Thật sự tôi vẫn có cái cảm giác ấn lạnh đó Thôi bỏ qua một bên bình tìm cách làm quen cái cảm giác đó đi bằng cách là quên nó đi bằng cách là nói chuyện vui ăn uống để chụp hình với nhau nhưng có một điều không ai ngờ được mười người chúng tôi dùng mười chiếc điện thoại khác nhau để chụp hình nhưng mà tất cả hình ảnh đều bị mờ không mờ thì cũng bị hư đâu có thể nào mười chiếc máy nhiều mười cái điện thoại chụp mà bị hư như vậy được thì lúc đó có người bạn mới nói vui là Chắc nãy giờ mình ăn gà Cho nên cái tay nó rung Chụp hình không được chứ có gì đâu Nói thì nói vậy Chứ trong lòng chúng tôi đều có nghi vấn hết Nhưng mà thôi Rồi cố tình bỏ qua để chuyển sang chủ đề khác. Đến khi tính tiền xong xuôi rồi, tiệc tàng chúng tôi mới lui cui dọn dẹp thức ăn thừa cho gọn. Thì sau khi dẹp gần xong, tình cờ tôi thấy có một người phụ nữ mặc áo đen Bước từ trong căn phòng ra Mà đi thì cái đầu cuối gầm xuống như thế này Lúc đó tôi nghĩ là bạn tôi Tôi mới bảo ê chờ tao đi với Rồi tôi mới đi theo người đó xuống lầu Đi một đổi thì đột nhiên tôi không thấy người đó nữa Mà tôi lại thấy mình Đang đứng ở giữa hành lang lầu 2 mà thôi Phải nói lúc này tôi cảm thấy sợ Tôi sợ đến độ tôi đi không nổi luôn Nhưng mà vẫn gắn tìm đường để mà xuống dưới lầu. Ở trong cái không gian mà chỉ có một cái bóng đèn màu đỏ với cái ánh sáng lập lè được gắn ở mỗi tầng lầu. Khi xuống được dưới sảnh rồi, tôi thấy đám bạn tôi đang chờ tôi ở đó. Bạn tôi nó mới hỏi liền, Ê, mày đi toilet thì đi đâu vậy? Làm tụi tao chờ mày từ nãy giờ mà không thấy mày xuống. Tôi ngạc nhiên tôi mới nói, Tao đâu có đi toilet gì đâu. Tao đi theo một đứa đi xuống dưới này Mà đi tới ngay lầu 2 thôi Không thấy nó đâu hết Như vậy là tao đã gặp rồi Tao gặp tụt nó rồi mày ơi Nó từ phòng mình đi ra Tao tưởng đâu con lon Nó đi xuống dưới nên tao đi theo Rồi tự nhiên nó biến mất cả Đám bạn tôi nghe xong Đứa nào đứa nấy mặt mày cũng tai mét hết Cùng nhau bảo Thôi thôi, mốt mai mốt mình không có ghé nhà hàng này nữa Câu chuyện thứ năm là câu chuyện có cái tựa là người áo sọc bí ẩn. Cái người này là ai mà xuất hiện trong căn nhà? Chuyện này được người con thứ ba của dì hai kể lại. Anh ấy có tên là Hùng. Chuyện là như vậy. Vợ chồng anh Hùng ngày trước có ở một căn nhà ở Vĩnh Lộc A, quận Bình Tân. Thì bữa đó hai vợ chồng về quê ăn Tết thì anh Hùng đi về trước khi về Anh có khóa cửa nhà một cách cẩn thận Coi như trong nhà không có ai và không ai dạo hết Vì anh khóa cửa rồi Thì đối diện với ảnh là một dãy nhà trọ Mà Tết á, người ta không có về quê ăn Tết Cho nên những cái bữa Tết họ tổ chức đánh bài Phải nói là thâu đêm suốt sáng luôn Thì trong khi chơi bài tổ chức tiệc tùng ở bên đó Người ta nhìn qua nhà anh Hùng Thì thấy có bóng dáng của một người thanh niên ốm ốm mặc áo sơ mi ngang nhiên đi ra đi vào ở trong nhà thì mọi người cứ nghĩ rằng anh hùng khi đi về quê có nhờ thằng em nào đó coi giùm cho mấy bữa cho nên họ không để ý gì mấy rồi vài hôm sau Người bạn của anh Hùng có việc gần đó khi chạy ngang qua nhà. Anh ta cũng nhìn thấy có người thanh niên trong đó nhưng mà không có thấy rõ khuôn mặt. Thấy vậy anh mới gọi điện thoại cho anh Hùng. Hùng ấy Hùng, nãy tao có đi ngang nhà mày tao thấy ai ra vô ở trong nhà mày á có phải thằng thành em mày không anh hùng mới trả lời đâu có đâu tao đâu nhờ ai coi nhà đâu vợ chồng tao khóa cửa lại rồi mà rồi bạn anh hùng nói tiếp có tao thấy rõ ràng nãy tao đi ngang tao thấy có ai trong nhà mày á nghe nói đến đây hai vợ chồng anh hùng lên xe chạy về liền khi vừa về tới trước nhà hỏi thăm thì nghe người ta kể là hỗn rài có người thanh niên mặc áo sơ mi sọc đi ra đi vào nhà mà trên tay còn cầm tô cơm ăn nữa nhưng có điều không thấy nhìn rõ mặt là cứ tưởng canh này được anh hùng nhờ vào để mà trông xem nhà mình nghe nói xong anh hùng lật đật chạy vào nhà cửa vẫn còn khóa kín khi mở cửa ra thì không thấy dấu tích gì gọi là có người trong nhà cả ổ khóa cửa trước, cửa sau vẫn còn đóng. Thế là sáng hôm sau, hai vợ chồng anh Nùng ra chợ mua đồ về làm mâm cơm cúng. Còn đây là câu chuyện có liên quan đến ngoại của con. Bà ngoại của con năm nay cũng được tám mươi mấy, tám mươi mấy tuổi rồi. Có điều là bà ngoại nhẹ bóng vía lắm. Cho nên ở trong gia đình, ngoại được coi như là một kho tàng chuyện ma. Ngoại muốn kể lúc nào là ngoại đều có kể cả. Mà nghe toàn chuyện như là chuyện mới không vậy. Khoảng gần 3 năm trước thì ngoại có bị một chứng bệnh của người già cho nên phải nhập viện điều trị. Thì hôm đó cậu Bảy được phân công trực ngủ lại bệnh viện để chăm sóc cho ngoại. Cậu thì nằm ngủ dưới đất, ngoại thì nằm ở trên cái băng ca. Thì uh, trực thì trực nhưng mà có lúc cũng cần có những chuyện riêng tư lúc đó cậu bảy bước ra ngoài phòng bệnh để hút điếu thuốc ngoại thì nằm trong phòng ngoại có cái cảm giác như của ai đó khiều chân của ngoại ngoại tưởng con dáng hay cái con gì bà mới rút chân lên thôi hất một cái rồi sau đó bà ngủ khi đang ngủ ngoại lại có cảm giác như ai đó nhấc hết cả đôi chân của ngoại lên trên không rồi nguyên cái băng ca của ngoại thì bị rắc lắc 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 liên tục như thế này ngoại nói lúc đó ngoại rất sợ ngoại muốn la lên cầu cứu thì tự nhiên có một cái bóng đen to đùng từ đâu không biết phóng lên cái băng ca đè lên hết người của ngoại khiến cho ngoại không thể cử động và kêu la gì được ngoại không biết làm sao tự nhiên ngoại trấn tĩnh lại rồi ngoại niệm a di đà phật rồi ngoại đọc luôn một hồi kinh thì cái bóng của người đàn ông đang đè ngoại tự nhiên từ từ buông lỏng ra rồi nhảy xuống đất và biến mất khúc ra khỏi phòng. Cũng vừa đúng lúc ấy thì cậu Bảy mới trở về phòng. Không hiểu là do cậu Bảy trở về phòng mà bóng đen đó mới buông ngoại ra để đi ra hay là do ngoại niệm A-di-đà rồi đọc luân hồi kinh. Sau đó thì cậu Bảy bị ngoại la cho một trận. Ngoại la là mày canh tao kiểu gì mà bỏ ra ngoài nãy giờ tụi nó mới phá mới đè tao nè tao kêu cứu muốn khang cổ họng luôn mà không ai nghe tao gọi hết và sau bữa đó là ngoại xuất hiện đi về luôn không muốn ở lại một đêm nào nữa đây là câu chuyện thứ bảy có liên quan đến người anh đã khuất và câu chuyện này là do người yêu của con kể lại và nhân vật tôi trong câu chuyện tức là người yêu của con. Câu chuyện như thế này. Tôi có một người anh hai đã mất từ lúc còn trong bụng mẹ. Cách đây khoảng gần hai năm, con bữa đó ba mẹ tôi đều đi làm, chỗ chỉ có một mình tôi ở nhà. Thì trong khi ngồi xếp đầu ở trong phòng. Đột nhiên tôi lại nghe tiếng của người đàn ông đang ở dưới cầu thang gọi tên tôi. treo, treo ơi! Gì vậy? Ở trong nhà này đàn ông chỉ có mình ba tôi thôi, mà hôm nay ba tôi đi làm. Như vậy thì ai gọi tôi? Cho nên tôi rất sợ, vì đây là tiếng của đàn ông nữa. Tôi có nghe nhưng không có dám trả lời. Tôi lấy phone gọi cho mẹ tôi về liền. Rồi có một tối ba mẹ tôi đi đám, cũng chỉ có một mình tôi ở nhà. Mà trong cái đứa ngày mai thì tôi phải dậy sớm, tầm cỡ khoảng 6 giờ rưỡi sáng là phải dậy rồi để mở tiệm. Thì lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản thôi, bây giờ mình nằm mình bấm điện thoại chút xíu, rồi lát nữa chuẩn bị ngủ, thì mình đặt ba bốn cái báo thức cũng được mà. Nói nói vậy, chứ thực sự nằm hồi tôi bị ngủ quên, rồi không có đặt báo thức luôn tôi ngủ một mạch tự nhiên có cái tiếng người đàn ông vừa gọi vừa dỗ vào vai tôi keo dậy keo dậy sáu rưỡi rồi kìa trễ rồi dậy đi tôi giật mình thức dậy quả đúng sáu rưỡi luôn tôi mới lật đật sửa soạn xuống tiệm và cũng không suy nghĩ gì thêm rồi tầm vài ngày sau đó tôi có về quê thăm nội nội có bảo với tôi là Hôm trước anh hai con có báo mộng cho nội Bảo là rước anh hai con về nhà Anh còn bảo lạnh quá mà không có đồ bận Nói tới đây thì tôi xin kể thêm là lúc anh hai tôi mất Thì nhà tôi cứ nghĩ là sinh con gái Nên chỉ đốt toàn là đồ con gái thôi Chắc có lẽ vì thế mà anh hai tôi không nhận được Sau khi nội kể xong Tôi cũng kể lại cho nội nghe về sự việc mà ở trên Sài Gòn tôi bị ai đó gọi tên rồi đánh thức tôi dậy cho nội nghe. Nội tôi mới bảo, chắc là anh hai của con đó. Đây là câu chuyện thứ 8 có cái tựa là quan gia trái chủ. Con có nghe mấy thầy nói trước khi một người sắp xa lìa cõi trần thì sẽ bị quan gia nhiều đời nhiều kiếp đứng dây xung quanh để mà chờ dẫn đi. Mới đầu thì con cũng không hiểu đâu chú. Nhưng mà từ lúc ông ngoại con bệnh đến khi ông mất, con mới hiểu được bốn từ quan gia trái chủ là gì. Từ lúc ông ngoại con còn khỏe đến khi ông chuyển bệnh nặng thì dì chính con là người luôn bên cạnh ông và chăm sóc cho ông. Ông ngoại con lúc chuyển bệnh là chỉ nằm ở trên lầu, còn dì chính thì ngủ ở tầng dưới. Cứ hễ đến giờ ăn thì dì chính đem đồ ăn lên lầu cho ông ăn. Bữa đó khi đến giờ ăn thì dì chính con có đem đồ ăn lên giống như mọi bữa. Thì tự nhiên nghe ông ngoại kêu lên. Con kêu tuổi nó đi đi, hôm nay sao đông quá vậy? Mà thật sự xung quanh chỉ có mỗi dì chính mà thôi. Và cứ liên tục như thế. Đến độ là ổng còn kêu dì chính chuẩn bị cho một cây gậy đặt kế bên cho ổng. Dì chính cũng đâu có biết ổng dùng cây đó để làm gì. Thì bữa đó nghe ồn ào, dì chính mới lên coi thấy được. Ông cầm cây gậy đó, ông quơ qua quơ lại, miệng thì nói, đi, tụi bay đi chỗ khác. Như vậy thì dì chính đã biết ông đang thấy thứ gì rồi. Sau đó dì chính có kể lại cho thầy nghe, thầy bảo, đó là quan gia nhiều đời nhiều kiếp của ông. Nó biết ông đang yếu, nên nó lại nó phá. Nó chờ tới ngày để bắt ông đi đó. Còn cứ mở máy, phát Niệm kinh trong nhà 24-24 cho ông nghe đi. Đến nay thì ông ngoại con mất cũng được 6 năm rồi chú ạ. Con và gia đình nhớ ông nhiều lắm, nhưng thời gian nó không chừa một ai hết. Đây là câu chuyện thứ 9 có cái tên là Cây Trứng Cá Trước Nhà. Trước cửa nhà của ngoại con ở Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân thì có trồng cái cây mật xăm, tức là cái cây trứng cá. Chuyện nói về cô Vinh của con, cô Vinh đó ít có bao giờ thức dậy vào lúc nửa đêm. Cô ngủ hay lắm, hệ tối lên giường chín 10 giờ là đánh một giấc tới 7-8 giờ sáng luôn. Không hiểu sao bữa đó mới có 3 giờ rưỡi sáng cổ thức dậy. Mà cái cảm giác rất khó chịu trong người, cũng không biết lý do gì thôi, bước ra khỏi phòng, định lấy ít nước để uống. Vừa lấy nước, cũng vừa nhìn ra cửa, thì thấy ba bốn đứa con nít, nó đang toàn ten đu trên cây trứng cá đùa giỡn, mà tụi nó đen thui rồi không có mặt mũi gì hết. Lúc đó phải nói cô Vinh như chết cứng. Bà đứng hình luôn, sợ quá đâu có biết làm gì, chỉ còn nước chạy vô buồn trùm mền ngủ luôn cho tới sáng. Sáng ngày hôm sau cô kể cho Úc và ngoại nghe. Xong rồi Úc liền lập tức đốn luôn cây trứng cá ở trước nhà luôn cho tụi mày khỏi đeo toàn tèn nữa. Đây là câu chuyện thứ 10 có liên quan đến hồn ma. Hồn ma nữ ở trong cái căn nhà cũ. Nhà của con thì nằm sát chết nhà ngoại con chính là cái căn nhà kế bên cây trứng cá mà bị út con đốn đi đó. Lúc đó thì con mới học lớp 1 hay lớp 2 vậy thôi. Khi buổi tối lúc anh ba con ngủ thì bỗng nhiên anh ba mở mắt dậy. Thấy có nguyên một người phụ nữ đang ngồi trên ghế kế bên. Mà không phải ngồi không. Ngồi mà con mắt thì trừng trừng nhìn vào anh ba của con. Lúc đầu anh tưởng anh bị qua mắt. Rồi anh nhắm mắt lại rồi anh mở ra thì cũng thấy người phụ nữ đó vẫn ngồi ở đó, vẫn đôi mắt đó và cũng đang nhìn trừng trừng vào ảnh. <laughs> hết hồn hết vía, ông phóng một mạch chạy xuống cầu thang rồi chung thẳng vào mùng của mẹ. Đến sáng thì anh ba có kể hết đầu đuôi sự việc cho ba mẹ con nghe. Riêng con ngày trước khi ở căn nhà đó, khi tối con ngủ, thì cũng thấy một người đàn bà nhưng mà cái người đàn bà này dẫn con đi chơi. Nhưng có điều con không thấy được mặt mũi của người đó. Lúc mà bị bà ấy dẫn đi thì con có cái cảm giác mơ hồ lắm. Mơ thì không phải là mơ. Mà cái cảm giác rất chân thật. Chân thật đến độ thấy cái đôi chân mình mỏi khi đi với người đó luôn. Hôm đó đang nằm trong mùng thì tự nhiên con bật ngồi dậy mở cái mùng ra. Mẹ con thấy vậy mới hỏi đi đâu vậy Phúc? không thấy con trả lời mẹ con mới lén đi theo con thấy con đi vô sau bếp rồi cứ đi vòng vòng năm sáu vòng trong bếp thấy như vậy mẹ con mới lây con thì con tỉnh dậy mẹ nói làm gì giờ này không ngủ mà đi vòng vòng sau bếp vậy con lúc ấy con nghe mẹ nói nhưng con không trả lời mẹ được thì mẹ con có kể lúc đó có cái đợt là con sốt nặng mấy ngày liền cứ tối đêm là bật dậy con khóc um sùm luôn. Mà cứ chỉ vô góc tường, vừa chỉ vừa khóc. Mà miệng thì la lên, kìa, nó kìa, nó, nó kìa. Mẹ con lúc ấy là cứ nghe con nói vậy, rồi cứ ôm con vào lòng thôi, chứ không biết phải làm sao. Đây là câu chuyện thứ 11, có cái tựa là Linh hồn cô Tám. Và cầm trong câu chuyện này, để được dễ kể, cho phép tôi xưng là tôi để kể câu chuyện này. Câu chuyện như thế này. Cô Tám tôi chỉ mới mất gần đây thôi, đó là vào năm 2021. Trước cái ngày mà cô Tám mất thì tôi đã bị đưa đi cách ly. Phải nói trong cái thời điểm tâm tố của Sài Gòn bị đại dịch Covid hoành hành, trong cái ngày mà tôi tạm gọi nó là ngày định mệnh. Định mệnh là tại vì nó cướp đi thằng em trai của tôi một cách tàn nhẫn và lặng lẽ. Em tôi rời khỏi Dương Trần ở cái tuổi 40. Đó chính là thằng Thanh, là đứa con đầu lòng của cô Tám. Đứa con mà cả trong gia đình cô, đứa con mà cô yêu thương nhất, giờ đã không còn nữa. Cái ngày nó mất đi thật bất hạnh, không kẻ đưa người đón không ai đến chia buồn, san sẻ. Nguyên nhân cũng bởi vì giãn cách xã hội lúc bấy giờ mà thôi. Dù tôi không có mặt, nhưng tôi biết chắc chắn một điều là gia đình cô Tám sẽ buồn lắm, sẽ đau lắm. Buồn là phải thôi. Đau cũng phải thôi. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Người ta nói tre già thì măng mọc, vậy đằng này tre vẫn còn đó mà măng đã heo úa trước rồi. Nếu nói đau đớn thì chắc không ai đau bằng cha mẹ mình đâu. Đức từng đoạn ruột 9 tháng 10 ngày sinh nó ra, nuôi cho nó khôn lớn. Mới ngày nào còn đỏ hỏn ở trong vòng tay cha, vòng tay mẹ. Mà bây giờ, con mình chưa kịp báo hiếu công ơn dưỡng dục, nó lại nằm đây rồi. Cũng như một phần cô dưỡng tám thương nó quá, nên khi thiêu xong là để cho cốt ở nhà để thờ cúng, chứ không có đưa vô chùa. Và một phần là cô dưỡng tám muốn nó được về nhà, ở trong nhà để trong năm phù hộ cho gia đình con cái. Bởi lúc khi nó mất, là mất ở trong bệnh viện, rồi sau đó mới được người ta báo tin rồi chở cái xác nó về. Từ khi Thanh nó mất thì căn nhà bỗng trắng, trống vắng, lạnh lẽo hẳn lên. Rồi cộng với tình trạng sức khỏe của cô Tám lúc đó hoàn toàn suy sụp. Cô từng hay kể về với gia đình là dạo này tự nhiên cái phần cổ rất khó chịu. Giống như có ai đó dùng tay bóp mạnh vậy, chặn cái cổ lại để cho nghẹt thở. Rồi có nhiều lần làm như vậy cô rất mệt. Thì những lần xảy ra thì cô được mấy đứa cháu con của thằng Thanh đưa vào bệnh viện để truyền đạm và nước biển. Hôm đó thì cô Tám mới gian giái với thằng Thanh. Thôi, nếu mà con thương má thì con hãy phù hộ cho má được khỏe lại để má còn lo cho ba đứa con nữa. Sau khi văn giá như vậy rồi, thì cô tám thấy cũng đỡ. đi hỏi sư thầy, sư thầy bảo là thanh nó chết ở cái cung đất xấu, chết vào cái ngày trùng tang, nên trong gia đình tôi ai nghe cũng thấy lo và sợ cả. sợ ở đây là không biết rồi sẽ tới lượt ai, lo ở đây là lo cho tình trạng sức khỏe của cô tám. Sư thầy có dặn là phải cúng, phải làm trai đàn chẳng tới cho nó thì mới không sao. Mà ở trong thời điểm lúc ấy đang giãn cách, nên làm việc tìm thầy về làm lễ cũng rất là khó. Với lại hoàn cảnh gia đình bên cô lúc đấy cũng khó khăn. Rồi, ngày qua ngày, cô Tám quên bẵng đi những lời thầy dặn và không có làm trai đàn gì cả. Thì tầm khoảng 4 tháng sau cái 100 ngày của thằng Thanh, vào một buổi sáng sau khi buôn bán dọn tiệm xong thì dọn tiệm xong cô lại lên cái giường mà cô hay nằm cô làm một giấc xong cô thức dậy cũng mới đi vô gội đầu chuẩn bị đi chợ để mua đồ về làm cho kịp ngày hôm sau buôn bán tiếp sau khi tắm xong cô ra ngồi ở trên cái giường của mình ngồi chải tóc tự nhiên lúc đó cái cảm giác đó cái cảm giác như ai bóp cổ làm nghẹt thở lại tái hiện thêm lần nữa phải nói lúc đó cô khó thở và khó chịu rồi một lúc sau cô gục xuống rồi mất luôn tôi được nghe mấy đứa cháu con bé thanh kể lại là khi cô tám phát hiện ra hiện tượng khó thở đó là điều mà cô lo sợ nhất cô sợ thằng thanh sẽ dẫn cô đi cô đã kêu mấy đứa lên để mà lo cho cô không hiểu tại sao xảy ra như vậy rồi cái hiện tượng này đây có phải chăng vì lúc sống cô tám thương nó quá rồi nó muốn dẫn cô đi theo luôn hay không thế là sau sự việc xảy ra con cháu chạy lên tiếp cho cô nhưng mà không giúp được gì cả cô tám đã ra đi từ khi cô tám mất thì những sự việc xảy ra về cô tám cũng bắt đầu ngay trong cái đêm đầu tiên sau khi cô được người trong nhà hoàng đưa xác của cô vào trong cái quan tài bà con gần xa họ hàng cũng đến rất đông đến để chia buồn cùng gia đình và đốt lên những nén hương lòng sáng hôm sau ba tôi có qua bên đó thắp cho cô tám nén hương trong khi đang thắp hương ba nghe được một giọng nói quen thuộc của cô tám cậu nói anh đem em về bển thờ đi Ba tôi thì lúc đầu cũng nghĩ là chắc tại vì mình thương nhớ nó quá nên tưởng tượng ra vậy thôi. Nhưng mà sau khi đốt nhang xong, đột nhiên ba tôi rùng mình lên một cái. Rồi trong cái khoảng một cái thời gian, thời kinh mà thầy tụng đọc xong, cúng kiến xong, thì cô chú dưỡng thím anh chị bên nội mới chuẩn bị dọn đồ ra để dùng cơm. Thì tự nhiên ba tôi mới tiến lại di ảnh của cô, rồi móc ra cái chiếc điện thoại từ trong túi quần ra đưa lên chụp lại với ảnh xong ổng bỏ đi về thì trên đường thay vì về nhà ổng đi một mạch tới cái tiệm quạ hình tiệm chụp hình nhờ chủ tiệm quạ lại di ảnh của cô giá hình như mấy trăm ngàn gì đó rồi hẹn sáng mai lại lấy sau đó thì ba tôi quay trở về nhà trưa đó khi ba tôi về không hiểu sao cứ trằn trọc mãi nằm xuống rồi lại ngồi dậy, quay qua rồi quay lại, đi tới đi lui một cách vô thức. Rồi đầu khoảng chiều tối hôm đó, ba tôi nhận được một cuộc gọi từ thím là vợ của chú Chính, báo lại là Buổi trưa đó lúc mà anh Bảy, anh Bảy đây chính là ba tôi, buổi trưa hôm đó lúc mà anh Bảy bỏ về là chồng em bị cô Tám nhập vô. Cô nói, ông Sang á, chồng em, ông đang nhậu, tự nhiên ông bỏ vô nhà đi vệ sinh. Lúc mà đi vô, ông có bước qua đầu bàn thờ ông thần tài thổ địa. Sau khi đi vệ sinh xong, ông bước ra, ông dấp té cái rầm, xuống. Mấy đứa ở đây nó sợ ông sỉnh nên mới lại khiêng ông dậy qua bàn ngồi. Khi khiêng ông qua rồi, ông cũng không nói năng gì hết. Cứ ngồi thừ lừ một chỗ mà cái mặt thì cúi xuống bàn. Hỏi gì cũng không nói. Tự nhiên ông rùng mình lên ba bốn cái, rồi từ từ ngước mặt lên, mặt mày xanh xao hết. Anh chị em xung quanh mới nhào lại hỏi, mày có sao không Sang, bị gì vậy? Anh Tám thì bảo chắc nó nhậu rồi ngồi ngoài nắng bị trúng gió. Mấy đứa bay vào nhà lấy chai dầu sức vô cho nó đi. Rồi anh chính chồng em ống ngồi khóc sướt bước vậy đó. Mà không ai hiểu chuyện gì. Lúc đó có người trong gia đình mới nói là Thịnh à mày lại mày xem phải má mày về không? Phải nói thêm là cô Tám có hai đứa con bé Thịnh, nó là đứa con thứ ba của cô. Thì thằng bé Thịnh nó mới tiến lại gần ổng, nó vừa lay người ổng, nó vừa hỏi, Má hả má? Phải má không má? Có phải má về thêm mấy cháu và thăm gia đình không má? Má nói cho con biết đi. Nó hỏi thì cứ hỏi, mà chồng em, ổng cứ ngồi im và khóc thôi. Thằng bé Thịnh mới gọi cho thầy Tụng mới cúng xong vừa về hỏi thử. Ông thầy bảo, hồi xưa giờ thầy đi làm chưa gặp cái trường hợp nào như vậy hết. Thôi giờ vô thắp nhang lại củ quyền đi xin cho được biết cái người mà vô cái xác này là ai. Sau khi đốt nhang lại củ quyền vừa xong vừa để cây nhang lên thì ông sang chồng em ông đứng dậy. Ông dùng tay ông đánh thật mạnh vào cái lòng ngực của ông. Ông mới nói Tao là Nguyễn Thị Nga đây. Nguyễn Thị Nga chính là tên của cô Tám lúc sinh thời. Lúc đầu em và gia đình cũng không tin. Nghe vậy anh Tám mới từ đằng sau bước vô anh bảo. Vậy cho bà biết tôi là ai không? Khi thấy được khuôn mặt của Dượng, bắt đầu ông Sang mới che cái mặt lại trong nét mặt quảng hốt ấy. Ông Sang mới nói. Tôi sợ ông quá, tôi sợ ông quá, rồi ngồi khóc tiếp. Thấy vậy hàng xóm với gia đình có vô hỏi, giờ thì chị sao? Bây giờ chị thấy sao? Chị muốn gì? Cần gì? Để em đốt xuống cho chị. Ông cũng không trả lời gì nữa, đến khi bé Hậu nó ra. Bé Hậu đó là đứa con đầu trong ba đứa con của bé Thanh. Ông sang nhà em thấy con bé hậu bước ra, Ông ôm nó khóc sướt mướt, ông ôm hung vừa so đầu ông vừa nói, bà nội thương con lắm, từ nay tụi con không còn được gặp nội nữa rồi. Thằng Thịnh nghe vậy mới hỏi, giờ má còn điều gì muốn nói hay chưa hoàn thành, má cứ nói cho tụi con biết đi. Ông sang nhà em, ông mới quay qua, ông bảo, tại sao mà không cúng cơm cho tao? Thằng Thịnh nó mới nói, dạ tụi con có cúng mà. Rồi, ổng mới nói tiếp Cúng cơm tao là tụi bay phải cúng cơm chai Phải cúng cơm chai cho tao Cúng cơm mặn tao không ăn được Thì sau khi nghe nói như vậy Thằng Thịnh nó mới hứa là Nó sẽ cúng cơm chai cho bà Nói vậy đó, bà mới chịu xuất ra Khi vừa xuất ra là anh sang chồng em Ông bật ngửa ra luôn Đến khi mà ông tỉnh dậy hỏi Ông có biết chuyện gì không Ông bảo là không có biết chuyện gì xảy ra hết chỉ nhớ cái lúc mà vừa đi vệ sinh xong ra là té một cái rồi không biết gì nữa. Đó là nguyên văn lời kể từ cô thím tôi kể lại. Rồi tầm một hai ngày sau, ông chú ông cứ bảo là sao từ khi chị nhà bả vô cơ thể nó cứ mệt mỏi quệ quải dữ lắm. Thì bữa đó ông mới lăn ra ngủ. Ở nhà đó mặc quần áo thì chú sang ổng có thói quen là ổng hay cởi trần ổng ngủ bữa đó ông nằm sắp lại thì thím thấy rõ ràng đằng sau lưng của ổng hình năm ngón tay in trên lưng vẫn còn đỏ ửng lên giống như là bàn tay đó đập vô trên lưng rất mạnh nên mới để lại cái dấu như vậy ngày cái đêm thứ hai tôi còn nhớ là có qua thắp cho cô một nén hương rồi tôi vô bàn ngồi cùng mấy chú bữa đó thì tôi uống dữ lắm Ngồi trong bàn có ba tôi, có anh ba, có dưỡng tám và một số người khác nữa. Trong cái lúc ngồi uống, có bia trong người, dưỡng tám tôi mới nói đùa một câu thế này. Âu cũng bởi là cái số. Đợi tháng hai gì đây rồi kiếm bà khác để lấp đầy khoảng trống. Đàn ông mà, ở mình, sao chịu được, có phải không? Ông vừa nói, ông vừa cười giỡn. Thì khoảng vài phút sau, lúc đó dưỡng ông bảo thôi tôi mệt quá rồi, qua giờ đã ngủ vậy, thôi anh em ngồi chơi đi nha, tôi lên lầu ngủ chút xíu. Thịnh à, mày lại mày tiếp mấy anh mấy chú giúp ba, coi hết đồ ăn gì thì đi mua thêm cho mấy chú nha con. Nói xong rồi, dượng tám, ông bỏ lên lầu. Trời ơi, chưa có đầy nửa tiếng nữa. Cả nhà lại nghe tiếng bước chân đùng đùng, ông chạy từ cầu thang xuống vừa chạy ông vừa thở hổn hển như có ai đang dí ông vậy mặt mày không còn giọt máu ông xuống tên nơi mới kể tao mới lên ngủ được con xíu à đang liêm diêm tao thấy rõ ràng con ngà nó đứng ngay trên cái đầu giường của tao mặt mày nó hung lắm nhìn trừng trừng thấy nó tao ba chân bốn cẳng chạy xuống đây nè thôi không có lên nữa đâu chắc lát vô nằm nghỉ ở dưới luôn cái bữa mà chuẩn bị đem đi quả tán cô con của thằng thanh là cháu nội cô tám nó lấy mấy chiếc điện thoại của cô ra chơi chơi được khoảng lát sau tự nhiên điện thoại nó bị hư nó cũng không hiểu tại sao tại vì chiếc điện thoại đang hoạt động bình thường mà mấy hôm trước còn dùng để gọi báo tin cho người thân dòng họ biết là cô tám mất mà bây giờ mới cầm xem youtube một chút bị tắt nguồn và bị đen luôn cả màn hình nó dội đi kiếm cái cục sạc để gắm vào nhưng mà cũng không có lên. Nó mới mở cái ốp lưng ra định là tháo sim ra để đem đi sửa lại. Khi mà nó tháo ốp lưng điện thoại ra thì có một cái tờ giấy cầm đồ nằm đằng sau lưng chiếc điện thoại rớt xuống. Nó mới dội chạy lại đưa cho chú Thịnh của nó. Thịnh nó theo tờ giấy đó. Thì ra đó là tờ giấy cầm đồ nó mới đem tiền ra chuột là đồ của cô tám lúc sinh thời đã đem đi cầm là hai chiếc nhẫn vàng như vậy thì đây có phải chăng là cô tám muốn nhắc cho gia đình biết để đi chuột lại cho cô không nghe nói hai chiếc nhẫn đó lúc còn sống cô tám dự định là sẽ để dành lại khi mà thằng hậu tức là con của bé thanh lớn lên sẽ để lại cho nó làm của hồi môn nhưng mà không ngờ cô ra đi đột ngột quá không kịp chờ đến ngày nó thành gia lập tức để cô được tận tay đeo cho nó. Rồi bé hậu thằng con của bé Thanh mới đây, nó kể với tôi là sau 49 ngày của bà nội con xong, thì bữa đó chú Thịnh từ trên phòng ở trên lầu đi xuống. Chú nhìn ra ngoài cửa chú thấy rõ ràng là bà nội đang ngồi ở băng ghế đá phía trước, mà cái kiểu mới gội đầu xong tóc còn ướt vừa ngồi vừa chải tóc thì quả thật như vậy. Lúc sinh thời buổi chiều nào cũng vậy, khi tắm xong là cô Tám cũng ngay ra trước nhà, ngồi ngay chỗ đó ngồi chơi. Còn ông nội thì vào buổi sáng đó tầm 3-4 giờ gì đó. Ông có cảm giác như có người khiều khiều người ông dậy, lai rất mạnh nữa, và ông còn nghe được giọng nói quen thuộc của cô. Cô bảo là, dậy, dậy trời sáng rồi, dậy đi tập thể dục đi. Ông nội tôi trong lúc cũng đang liêm diêm, và trong cái giọng ngọng nghịu còn say ke, ông nội tôi trả lời, rồi rồi biết rồi rồi. Nói vậy chứ xong rồi ông cũng ngủ tiếp. Cho đến khi trời sáng lúc 8-9 giờ, nội tôi dậy hỏi mọi người trong nhà. Sáng này có ai gọi tôi dậy không vậy? Nội hỏi ai họ cũng bảo là không, em không có gọi, gọi anh chi? Vậy lúc đó nội tôi đã biết ai gọi mình rồi. Vì lúc trước, mỗi buổi sáng bà nội tôi hay gọi ông nội dậy rồi hai người đi tập thể dục. Theo lời anh ba tôi kể lại lúc mà đưa cô từ nhà nội đi đến Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa để quả tán, thì anh tôi có chở theo mẹ đi cùng. Bữa đó đó đúng ra là tôi cũng đi chung đoàn để đưa thi hài cô qua đó. Nhưng mà tại vì mấy cô mấy chú nói ai khắc tuổi với người mất thì ở nhà để mà trong nhà, còn lại đi theo lên đó. Mẹ và ba tôi cũng khắc tuổi với cô nhưng chỉ có ba tôi là lên tới đó thôi còn anh ba và mẹ tôi thì đưa cô nửa chặng đường rồi phải quay đầu về nhà trên cái đoạn đường đưa cô đi anh tôi mới nhìn lên chiếc xe phía trước chiếc xe nhà hoàng đang rải giấy tiền vàng bạc chiếc xe đang chở quan tài của cô anh ba tôi thấy rõ ràng là cô tám đang ngồi ở trên đầu xe ấy với cái khuôn mặt buồn bã và cúi gầm mặt xuống. Khi tôi nghe anh ba tôi tường thuật lại câu chuyện, tôi tự hỏi trong đầu mình là sao một kiếp người lại quá đổi ngắn ngủi đến như vậy? Quý vị và các bạn vừa nghe qua những câu chuyện được đặt với cái tựa đề là quan gia trái chủ của Trần Ngọc Minh Phúc. Được kể qua Kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 587. Đây chỉ là một phần của những câu chuyện của Trần Ngọc Minh Phúc. Và Việt Thảo sẽ tiếp tục kể những câu chuyện này, những câu chuyện kế tiếp của Trần Ngọc Minh Phúc cho các bạn cùng nghe trong kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam kế tiếp kỳ thứ 588 nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Thank you and I love you. phòng bệnh hơn chữa bệnh cho nên mình phải đi bác sĩ để khám định kỳ hay tổng quát để coi có bệnh gì không để mà mình biết là mình trị còn hơn đợi bệnh phát tác rồi mới chữa cũng như người ta nói rằng phòng cháy hơn chữa cháy nên coi chừng củi lửa đề phòng quả quạng chứ đừng đợi quả quạng rồi mới chữa lúc đó nhà nó cháy tan quang rồi thì bây giờ thêm cái câu là phòng dột hơn chữa dột mình phải đề phòng nước nó vô nhà làm hư đồ đạc hay ảnh hưởng đến đời sống của mình còn hơn đợi dột rồi mới đi lột mái thì nó đã quá trễ dạ, đúng rồi. thì bây giờ muốn vậy thì phải làm sao dạ muốn vậy thì uh, quý vị có thể gọi cho con uh, công ty A Plus Grouping số điện thoại là 832 738 9630 để con có thể inspect cái mái nhà của uh, mọi người Cái mái nhà không chỉ là cái mái nhà mà nó còn bảo vệ cái tổ ấm của mọi người nữa đúng rồi yeah. mái chùa che chở hồn dân tộc nhưng mà mái nhà che chở mái ấm gia đình nha dịp thảo hân hạnh giới thiệu công ty a plus Roofing của bảo sẽ chăm lo cái mái nhà của chúng ta nè nói nghe nè yeah. Thảo ồ giá Việt Nam Cuisine là cái bến để Việt Thảo gặp gỡ tất cả mọi người. Xin kính chào quý vị, Alisa Chow là chủ nhân của Châu Insurance Agency đã có hơn 30 năm kinh nghiệm để phục vụ cho quý vị về vấn đề Obamacare, Medicare, IRA, 401K, Life Insurance, Bảo hiểm nhân thọ, dân nhân, dân dân. Quý vị xin gọi cho Alisa Châu để giải quyết hoặc giải đáp được những câu hỏi hoặc thắc mắc của quý vị. Alisa sẽ tận tâm, lo, giải quyết cho quý vị những vấn đề thắc mắc của quý vị. Việc Thảo hoàn toàn tin tưởng vào Alisa của Châu Insurance cái tin tưởng này thể hiện ở chỗ là Việt Thảo là client, là thân chủ của Châu Insurance trong suốt bao nhiêu năm qua. Việt Thảo cũng mong quý vị giống như Việt Thảo để có được cái quyền lợi trên cái vấn đề sức khỏe cũng như vấn đề tài chính. Việt Thảo xin được cân hạnh giới thiệu Alicia của Châu Insurance ở Georgia, Atlanta. Việt Thảo xin được cân hạnh giới thiệu cùng quý vị và các bạn hai luật sư Y Tình Phạm và Jenny Nguyễn chuyên về bồi thường tai nạn xe cộ cũng như về luật di trú của Hoa Kỳ. Khi quý vị bị tai nạn xe, hãy liên lạc với tôi. Tôi là luật sư Ethan Phạm, chuyên về luật tai nạn xe và sẽ trực tiếp giải quyết cho quý vị. Nếu quý vị muốn hồ sơ di trú của quý vị được thành công hoặc nếu hồ sơ di trú của quý vị đang gặp những trở ngại, bị chậm trễ, chưa được giải quyết hoặc là bị từ chối, quý vị hãy gọi ngay cho tôi. Tôi là luật sư Jenny Nguyễn của Tổ hợp luật sư Nguyễn và Phạm sẽ luôn luôn giúp quý vị. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào lời nói cũng như việc làm của luật sư Jenny Nguyễn cũng như luật sư Y Tịnh Phạm. Việc thảo sẽ được hân hạnh giới thiệu cùng quý vị.